Ngày 11 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Hữu Sĩ, trú tỉnh Đắk Lắk về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng tâm lý và lòng tin của người bị hại, Sĩ hướng dẫn mua các đồ thờ cúng rồi chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng. Trước đó vào tháng 3 năm 2022, chị T trú tại thành phố Huế cùng bạn đi đến nhà người thân ở thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk chơi. Tại đây, chị T gặp Võ Hữu Sĩ. Từ giới thiệu là thầy phong thủy, Sĩ mời chào chị T mua một viên đá màu xanh nhỏ với lời giới thiệu đã có năng lượng tâm linh, thu nạp tài lộc. Chị T đồng ý mua rồi chuyển khoản cho Sĩ số tiền 6,2 triệu đồng. Nhận thấy chị T là người sùng bái phong thủy nên Sĩ nảy sinh lòng tham, tiếp tục lừa chị T mua thêm đá phong thủy để trên bàn làm việc nhằm giúp công việc, cuộc sống suôn sẻ. Chị T tin tưởng nên mua tiếp và chuyển cho Sĩ 23,3 triệu đồng. Sau đó Sĩ tiếp tục liên lạc với chị T qua điện thoại và bịa đặt ra nhiều câu chuyện tâm linh. Do lo lắng nên chị T mời Sĩ ra thành phố Huế cúng trấn yểm ở nhà của mình. Cuối tháng 3 năm 2022, Sĩ ra nhà chị T cúng và giả vờ bị những người khác nhập vào, đưa ra các yêu cầu phải lọ cúng trấn thạch để chị T chuyển khoản tiền cho Sĩ mua các vật phẩm. Trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2022, Sĩ tiếp tục yêu cầu chị T chuyển tiền để lo việc thờ cúng, xây lăng trừ tà theo sự chỉ dẫn của Sĩ. Trên thực tế, Sĩ lừa dối chị T và chỉ mua một số đồ vật bình thường như cục đá, nước tắm, tượng Phật, âm thần tài có giá trị thấp. Tại cơ quan điều tra, Võ Hữu Sĩ khai nhận không làm việc gì liên quan cúng phong thủy. Từ trước đến nay, đối tượng không nhận cúng phong thủy cho ai khác. Tuy nhiên do lòng tham, Sĩ đã lợi dụng tâm lý và lòng tin của chị T để bịa ra nhiều lý do buộc chị T phải mua các đồ thờ cúng theo chỉ dẫn của mình nhằm chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng. Số tiền này được Sĩ sử dụng vào mục đích cá nhân. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thừa Thiên Huế làm rõ.